Vậy đéo có tiền mà mua. Đấy, được một con rồi. À, lại còn nhái phiên bản của Mỹ nữa này.
Áp chừng này. Mày hai phát chết rồi. Hay đấy. Con lính cứu hỏa này là chắc chơi con lính cứu hỏa. À không phải. Đi đây. À, siêu nhân à. Chắc các bạn biết là con này con gì rồi. Yêu dâu xanh, con này là yêu dâu xanh. Tôi lên đây. Bảy trăm một con này cơ. Tiền mình cũng bao giờ mới hết rồi. Con này con hồi máu nữa à. Chết thật. Đây rồi. Thử xem con này con gì nhá. Yêu dâu xanh đấy. Chắc con này yêu dâu xanh. Ngay nhẹ. À về nhà rồi. Trong này còn có khu nhà này à? Vườn hoa, chiến đấu, mua đồ, thẻ bài. Này cộng đồ đấy. Đây vườn cây. Chiến tiếp. Ngày nay chắc là bảo chiến tiếp. Ui, không ăn mới. Quái vật ba đầu, đây còn quái vật ba đầu. Tua lên x2 cho nhanh nhé. Chơi sao đấy. Toàn loại súng khủng này. Quái vật có niềm tin mà vào rồi. Làm cây đây nhá. Hết. Chơi X4 cho nó rực rỡ. À còn zombie mới này. Tổng sở nghĩa. Còn này con gì đây. Đây quả. Đơn giản như đang con nhỏ. Tôi nhanh nhanh bắn nó rực rỡ. Con này chết này, con đầu tiên này chết này. Cắm cho con mới vào. Con lại sao được hạng 2
sao nhỉ? Phải thu nhập thẻ bài ấy. À, chắc mình chưa đủ thu nhập được 8 cái thẻ bài của nó. Bỏ qua đi. Thế này thì sao chơi? Con gì đây? Con này là con thần sấm. Con này chắc ai xem Captain America thì chắc các bạn cũng biết rồi. Con này là thần sấm. Không phải bằng cãi, không cần phải làm cãi nhiều. Không, không cần làm cãi. Một skin bá đạo hết. Chết rồi. Chết rồi.